Một số trạm BOT không bán vé tháng mà bán vé theo lượt hoặc chỉ bán vé tháng trong một số ngày nhất định khiến các doanh nghiệp bị động trong việc đi mua vé. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tìm biện pháp để giải quyết nhanh những vướng mắc này. Trạm thu phí quốc lộ 1K Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trạm BOT bị các doanh nghiệp vận tải phản ánh thu phí sai quy định khi chỉ bán vé lượt mà không bán vé tháng. Ông Phước có 3 xe tải chở hàng, trung bình mỗi ngày ông phải mất ít nhất 3 lượt vé để qua trạm, chi phí gần 1,5 triệu đồng cho mỗi xe. Trong khi đó, nếu mua được vé tháng thì ông chỉ mất khoảng hơn 1,9 triệu đồng cho cả 3 xe. Mình cũng bức xúc nhưng phải chịu thôi, sao giờ đâu có nói ai được. Cái lượt cứ lần qua là lượt qua bên kia đi quay về, lượt nó thành chiếc xe con cây số mà phải tốn tiền phí hai. Những bất cập này đã được hàng chục doanh nghiệp vận tải phản ánh lên Hiệp hội Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Chánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết tình trạng này xảy ra tại 9 trạm thu phí tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó có thể kể đến như trạm thu phí quốc lộ 1K do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh làm chủ đầu tư chỉ bán vé lượt, trạm thu phí xa lộ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh bán vé tháng nhưng lại tính từ ngày bán đến cuối tháng. Trong khi đó, trạm thu phí Nguyễn Văn Linh Thành phố Hồ Chí Minh lại chỉ mở bán vé tháng vào ngày 26 đến ngày 5 hàng tháng. Người ta quy định là cái giá trị nó được 30 ngày, tính từ ngày cái vé có giá trị. Nhưng mà thực tế đó là các cái vé này ở các trạm bán thì chỉ tính từ ngày bán cho đến cuối tháng, có thể đến ngày 30 hàng tháng đó. Thì nếu như vậy người ta mua từ ngày 10 thì đến ngày 30 thì vô hình chung là bỏ ra bằng cái tiền mệnh giá 30 lần, nhưng mà được sử dụng được có 20 lần thôi. Như vậy là vô tình đây là cái thiệt thòi cho cái doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Để ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, các xe container của công ty vận tải Trọng Tấn phải qua 3 trạm thu phí. Tuy nhiên, việc phải mua vé lượt thay vì vé tháng khiến chi phí vận tải doanh nghiệp đội lên khoảng 20%. Chịu thiệt là thế, nhưng các doanh nghiệp cũng đành cắn răng làm theo cách mà chủ đầu tư BOT đưa ra. Trước mắt là doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm trước, đấy, chịu thiệt hại trước. Đấy, giá cước vận chuyển hàng là nó phải dựa theo thị trường. Đấy, bọn tôi cũng không thể nào mà muốn tự quyết định cái giá bán của mình. Đấy, nếu mà mình đột ngột mình tăng giá cước mà coi như thị trường không đồng ý thì tự mình lội mình ra ngay. Nếu bán cho tháng được, mình nếu rẻ thì mình tiết kiệm lại được chút, mình đỡ được chút. Còn không mấy tháng thì người dân phải chịu thôi, nhà nước làm người dân phải chịu. Các doanh nghiệp vận tải cho rằng các chủ đầu tư BOT cần phải song phẳng với khách hàng, cả với các doanh nghiệp vận tải và người đi đường. Tại sao bên đầu tư được đưa ra mức phí có thời gian thu hồi vốn, trong khi đó người đi đường thì không được chọn lựa về thời gian sử dụng vé?